Thiền tâm Việt Nam, Nguyên giác. Bài 1: Khuyên đời vào đạo. Thời tiết xoay vần, xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. Dầu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng ôm suông muôn học sầu. Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận, Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng tất cả đều biến đổi không ngừng. Đức Phật nói rằng ngọn lửa vô thường đang liên tục đốt cháy mọi người và mọi thứ. Bạn nên quan sát vô thường trong mọi trường hợp, sẽ thấy rằng không có gì thực sự có tự ngã, và ghi nhận rằng thọ khổ khởi dậy khi dòng sông tham ái cuốn thân và tâm bạn liên tục. Làm cách nào học được chánh đạo thoát khổ? Bạn không có thể thấy được đạo vì nó vô hình. Tuy nhiên, đạo nằm ngay phía trước bạn. Tương tự, mũi bạn nằm ngay trước bạn, nhưng bạn khó thấy nó. Chỉ khi rửa mặt, bạn mới sờ mũi và biết là nó vẫn mãi ở đó, trước mặt bạn. Rửa mặt nơi đây còn có nghĩa là đi vào chánh đạo. Văn tức là nghe và học chánh pháp. Tư tức là suy nghĩ biện biệt về chánh pháp. Và tu là thực tập chánh pháp với giới, định và tuệ. Sờ vào mũi cũng có nghĩa bạn trải qua kinh nghiệm cái khoảnh khắc hiện tiền, bây giờ và ở đây của tâm rỗng rang. Nơi đó không có chút gì tham sân si. Nơi khoảnh khắc đó bạn nhìn thấy một thoáng niết bàn. Bài 2: Kho báu. Ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Trần Nhân Tông 1258-1308, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận, hãy sống với nước chứ đừng sống với các đợt sóng sinh rồi diệt. Hãy sống với tánh sáng của gương chứ đừng sống với các ảnh đến rồi đi. Và hãy sống với tự tánh của tâm chứ đừng sống với các niệm sinh diệt. Khi bạn thấy tánh của tâm, lúc đó bạn thấy lóe một tia của niết bàn, trạng thái của an tĩnh, bất sinh, vô tác, vô vi. Làm sao bạn có thể thấy tánh của tâm? Xin hãy nhớ, bạn chưa từng bao giờ rời xa nó, y hệt như nước là toàn bộ các sóng và chưa hề xa lìa đợt sóng nào. Y hệt như tánh không của gương bao trùm toàn bộ các ảnh và chưa hề xa lìa ảnh. Tánh của tâm là vô ngã, nên nó hiển lộ như một nhà đại ảo thuật. Tâm của bạn không có hình tướng, nên nó lấy mọi hình tướng mà bạn thấy làm như hình tướng của nó. Tâm bạn không màu sắc, nên nó lấy mọi màu sắc bạn thấy làm màu sắc của nó. Bây giờ hãy nhìn ra cửa sổ. Khi bạn thấy một con chim, tâm của bạn bấy giờ có hình tướng một con chim. Và khi con chim bay lên, tâm của bạn cũng bay lên. Tâm của bạn là toàn bộ những gì bạn thấy, toàn bộ những gì bạn nghe, toàn bộ những gì bạn cảm thọ. Người quan sát là toàn bộ những gì được quan sát. Lục Tổ Huệ Năng đã nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ bay, rằng không phải lá cờ động và cũng không phải gió động, nhưng thực sự là tâm của họ động. Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng từ thiền phái Trúc Lâm. Lời dạy rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt
bạn sống trong thế giới này, bạn ghi nhận bạn thực sự đang sống trong từng khoảnh khắc, nói, cười, ăn, đi, đứng, ngồi hay nằm. Khi bạn vui, đói hay mệt, bạn ghi nhận rằng bạn đang vui, đói hay mệt. Bạn ghi nhận tất cả cảm thọ hiển lộ và biến mất trong bạn như một khối thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc. Trong khi bạn ghi nhận làn gió vô thường chảy không ngừng xuyên qua thân tâm bạn, bạn không cần làm gì hết, vì bạn thực sự sống cái ở đây và bây giờ. Và cảm nhận cơn gió vô thường chảy xuyên thân tâm, bạn kinh nghiệm một cách tỉnh thức trạng thái tâm vô niệm và vô ngôn. Tâm của bạn trong trẻo và sáng rõ, không khởi một niệm nào của tham, sân, si. Trường hợp có niệm nào khởi lên, bạn biết nó hẳn là sản phẩm của quá khứ, không phải của cái bây giờ và ở đây. Hãy sống tỉnh thức cái bây giờ và ở đây và thấy một thoáng niết bàn. Bài 3. Ngồi. Có ba lối ngồi theo đạo. Một là ngồi sổ tức, hai là ngồi tụng kinh, ba là ngồi vui nghe kinh. Đó là ba. Ngồi có ba cấp. Một là ngồi hiệp vị, hai là ngồi tịnh, ba là ngồi không có kết. Ngồi hiệp vị là gì? Là ý bám lấy hạnh không rời. Đó là ngồi hiệp vị. Ngồi tịnh là gì? Là không niệm nghĩ. Đó là ngồi tịnh. Ngồi không có kết là gì? Là kết đã hết. Đó là ngồi không có kết. Cương Tăng Hội, mất năm 280. Bản dịch: Giáo sư Lê Mạnh Thác. Ghi nhận: khi tỉnh thức niệm hơi thở, bạn cũng đang niệm tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành một với hơi thở. Khi tỉnh thức niệm thân, bạn cũng đang niệm tâm bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Hơi thở bạn sẽ dịu dàng, vi tế hơn và gần như biến mất. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm hợp nhất và bình lặng. Như thế, chánh niệm hơi thở dẫn tới chánh niệm tứ niệm xứ. Kinh nói rằng, khi bạn thấy toàn thân ngập tràn an định trong hạnh phúc, lúc đó bạn đang vào sơ thiền. Thêm nữa, trong Kinh Tương Ưng Bộ, bài 36, đoạn 11, Đức Phật nói rằng, khi chứng được thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt, tịnh chỉ. Khi bạn thấy tâm không còn niệm nào và toàn thân tâm an định, ngập tràn trong tịch lặng hạnh phúc, là bạn đang vào nhị thiền. Cũng trong Kinh Tương Ưng Bộ, bài 36, đoạn 11, Đức Phật nói rằng, khi chứng được thiền thứ nhì, tâm tức là đặt tâm vào, và tứ tức là dán tâm vào, được đoạn diệt, tịnh chỉ. Làm cách nào các niệm biến mất? Đừng ngăn chặn niệm, niệm sẽ tự biến mất khi bạn quan sát và thấy bản tánh rỗng không của nó. Nhiều kinh như Kinh Trung Bộ, bài 52, bài 64 nói rằng, từ sơ thiền hay từ nhị thiền, bạn có thể quan sát và cảm nhận ngọn gió vô thường đang trôi chảy xuyên khắp thân tâm bạn liên tục. Trong trạng thái này, bạn sẽ buông bỏ mọi thứ, tất cả lậu hoặc, phiền não sẽ từ từ nhạt đi và biến mất. Bài 4. Tâm ấn. Tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn.
vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Tỳ Ni Đa Lưu Chi, mất năm 594, bản Việt dịch của Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: Đức Phật nói rằng, ta phải nhận ra sắc tức là thân y hệt một chùm bọt nước, cảm thọ y hệt bong bóng nước, tưởng chỉ như ráng nắng, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật. Nghĩa là tất cả đều rỗng không. Các thiền sư nói rằng tất cả các pháp hiển lộ qua tâm mình, và khi bạn thấy bản chất rỗng không trong mọi thứ, lúc đó bạn thấy được tâm ấn. Tâm bạn là tấm gương phản chiếu mọi thứ, ảnh tới và đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn bất động. Hãy giả sử rằng bạn yêu thích âm thanh từ một cây đàn. Các kinh như Kinh Tương Ưng Bộ, bài 35, đoạn 246 nói rằng, nếu bạn tìm cách chụp bắt tiếng đàn bằng cách chẻ đàn ra trăm mảnh, bạn sẽ không tìm ra. Tương tự như Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, bạn có thể thấy không có tự ngã nào trong thân và tâm, và thấy không hề có cái gì gọi là xe trong một cỗ xe. Chúng ta tới thế giới này và sẽ có ngày ra đi. Hàng triệu trẻ em khắp thế giới đang thọ khổ vì đói và lạm dụng, trong khi nhiều triệu người khác hưởng dụng xa hoa và tiện nghi. Đau khổ có thực, vậy pháp gì không cùng muôn pháp làm bạn? Pháp gì bất động trong khi chúng ta tới và đi, trong khi chúng ta trưởng thành và già lão, trong khi chúng ta trải qua hàng triệu thân khác nhau? Bài 5. Đất này, tâm này, các nơi đồn đại, dối tự huyên truyền, rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Một hoa năm cánh, hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tông, thanh tịnh bản nhiên. Tây Thiên cõi này, cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, chạm đến thành trệ, Phật tổ thành oan, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Người khéo quan sát, chớ lừa cháu con, ngay như hỏi ta, ta vốn không lời. Vô Ngôn Thông, mất năm 826, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: có phải thiền sư Vô Ngôn Thông đã nói nhiều lời hay không một lời? Đức Phật đã nói nhiều lời hay không một lời? Tên ngài Vô Ngôn Thông mang ý nghĩa hiểu biết không qua lời nói. Bạn nên thử cách này: hãy lắng nghe tâm bạn, hãy dịu dàng lắng nghe tâm bạn ngay lúc này. Bạn có thể nghe ra vài giọng nói, vài âm thanh, vài tiếng ồn. Khi bạn nghe ra một tiếng nào, bạn biết bạn đang nghe tâm hiển lộng. Tất cả âm thanh từ những con chim, những chiếc xe, gió thổi và vân vân đều là tâm bạn. Thêm nữa, tất cả những âm thanh từ trí nhớ của bạn, từ tưởng tượng của bạn, từ giấc mơ của bạn và vân vân đều là tâm bạn. Hãy lắng nghe, hãy thở vào và ra dịu dàng và lắng nghe tâm. Bạn có thể nhớ tới công án hỏi về khuôn mặt của bạn trước khi bạn sinh ra đời. Bạn có thể thử một phiên bản khác: hãy lắng nghe nơi trước khi một âm thanh khởi lên. Hãy lắng nghe tâm bạn trước khi nó hiển lộng. Hãy thử như thế, đừng nói rằng có một âm thanh hay một chữ nào.